Xin chào các bạn. Hôm nay mình có làm món đầu cá hồi kho á các bạn. Món này vừa ngon, vừa rẻ tiền mà tốt cho sức khỏe nữa các bạn. Đầu cá hồi thì nó có omega 3, tốt cho mắt. Mình ăn kèm với rau má. Để làm món này thì ở đây mình có hai cái đầu cá hồi mình chặt ra hết rồi đó các bạn, rồi mình rửa với muối với chanh thật là sạch rồi. Ở đây là rau má, rau má mình cũng rửa sạch luôn rồi. Tiếp theo mình sẽ ướp cá luôn nha, mình cho đường vào, mình cho 3 muỗng cà phê nhỏ đường. Củ hành tím, tỏi, hành lá, mình cho vào một ít tiêu để cho cá của mình nó thơm đó các bạn. Rồi xong mình trộn đều, mình sẽ trộn đều cá lên cho nó thấm gia vị nha. Mình ướp đây khoảng 30 phút là kho được rồi các bạn. Rồi trong thời gian mình chờ ướp cá các bạn, thì mình có bắt một nồi nước để mình luộc rau má. Nước mình đã sôi rồi, mình cho rau má vào luôn nha. Rồi mình cho rau má vào hết rồi, mình sẽ đảo cho cái phần ở trên nó xuống dưới cho nó thấm cái nước luộc nha các bạn. Xong rồi mình đậy nắp lại, chặt một chút nữa mình dở ra, mình gấp ra nha. Mình luộc nãy giờ rau má mình cũng chín rồi các bạn ơi, bây giờ mình gấp ra luôn nha. Rau á các bạn luộc á để nước thiệt là sôi vậy á, lửa cao á rau nó có màu xanh nó ngon hơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gấp rau ra. Tiếp theo mình bắt cái chảo lên đó các bạn, mình cho vào đây khoảng 2-3 muỗng ăn canh nước vô trong cái chảo này, rồi mình cho đường vào để mình thắng nước màu mình kho cá các bạn. Mình cho nước như vậy đường nó mau tan. Mình cho khoảng 1 muỗng ăn canh đường cát đó, mình khuấy ra cho đường nó mau tan rồi các bạn. Mình thấy cái nước màu của mình vừa lên màu cánh gián như vậy nè các bạn, thì mình tắt lửa đi. Xong mình cho vào đây một ít dầu ăn để cho nó giữ cái màu lại các bạn. Với lại mình để tỏi, củ hành tím mình vô nó thơm. Đây tiếp theo mình sẽ cho tỏi vào. Gấp hành. Mình phi nó thơm lắm các bạn. Khi mà mình ăn miếng cá của mình thơm cái mùi hành phi này nè. Gấp hành phi nhé. Rồi xong mình sẽ cho cá vào nha các bạn. Mình sẽ cho đầu cá hồi vào. Mình sẽ vét hết cái hành với lại củ hành tím trong cái thau này nè các bạn. Mình vét vô đây hết để mình kho. Đảo đều cá lên để cho nó thấm gia vị. Mình sẽ cho nước mắm vào luôn các bạn ơi. Khoảng 3 muỗng ăn canh nước mắm nha. Rồi bắt đầu mình dặn lửa lên, mình kho tiếp. Mình kho cho nó thấm nước mắm với lại gia vị đường rồi đó các bạn vô trong cá của mình, rồi một chút nữa mình mới chế nước vào nha. Đậy nắp lại, kho một chút cho nó thấm nước mắm rồi vô trong cá. Rồi
mới để nước. Rồi mình kho khoảng 5 phút rồi các bạn. Mình chở đều cá lại để cho nó thấm đều, thấm gia vị nó đều cá các bạn. Mình chở cá xong rồi mình cho một ít nước vào nha. Tiếp theo mình sẽ cho một trái ớt. Mình kho ớt, để ớt vô để cho chút nữa mình ăn cái mùi the the với lại nó thơm đó các bạn. Nó không có, cá của mình nó không có bị tanh. Rồi xong mình đậy nắp lại mình kho tiếp. Mình kho nãy giờ cũng chín rồi các bạn ơi. Đầu cá hồi á mình kho cũng mau chín lắm các bạn. Để mình đem coi vừa ăn chưa nha. Để mình thêm một miếng hạt nêm nữa là vừa ăn rồi các bạn. Mình cho vào đây một muỗng cà phê nhỏ hạt nêm nữa là vừa ăn rồi. Cho hạt nêm vô xong là mình đảo đều con cá, đầu cá rồi. Rồi mình nêm lại vừa ăn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình tắt lửa luôn nha. Cá của mình cũng chín rồi. Mình cho hành lá vào. Mình chừa một ít nước vậy chút nữa mình chấm rau má các bạn. Rồi mình chan cơm ăn cũng rất là ngon luôn. Mình gắt lên một ít tiêu. Vậy là xong rồi các bạn ơi. Rồi đấy mình dọn cơm ra mình trình bày cho các bạn cùng xem nha. Bữa cơm trưa của mình mới vừa làm xong rồi các bạn ơi. Hôm nay mình ăn hai món rồi các bạn. Món đầu cá hồi kho rất là thơm luôn các bạn. Món này vừa ngon mà vừa rẻ tiền, tốt cho sức khỏe nữa. Có đầu cá hồi có omega 3 các bạn, ăn tốt cho mắt. Và mình ăn kèm với lại rau má. Rồi hôm nay món ăn của mình đã nấu xong rồi. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.